những điều tôi được trải nghiệm sau một năm du học Hàn Quốc. Câu chuyện về những chuyến phiêu lưu và những trải nghiệm chỉ dành cho những người có ước mơ du học Hàn Quốc. Nếu như đó mới chỉ là ước mơ của bạn, thì đây là những điều mình được trải nghiệm sau một năm du học tại Hàn Quốc. Nếu đến Hàn Quốc chỉ để đi du lịch thì đi được 5 ngày hoặc cùng lắm là một tuần. Mỗi điểm đến thì chỉ vào cỡ 30 phút hoặc 1 tiếng là cùng. Còn khi đi du học thì mình hay tranh thủ vào những ngày nghỉ nên thoải mái thời gian để chiêm ngưỡng các thắng cảnh đó bao lâu tùy thích. Hệ thống giao thông ở Hàn Quốc thì siêu tiện lợi mà rất nhanh, nên một năm du học hầu như những điểm nào đẹp ở Hàn Quốc đều thấy dấu chân của mình. Ví dụ như tháp Namsan, quảng trường Quang Hoa Moon, đảo Nami, Jeju, ca tàu ở Shinhaegu hay núi Sorak, vân vân ở mây mây. Hồi ở Việt Nam, mình chỉ ăn mấy món Hàn như là kimbap, tteokbokki hay bibimbap. Thế nhưng mà sang Hàn thì bao nhiêu là món ăn mà còn ngon hết sảy luôn. Đó các món ăn hoài không bao giờ chán như là miến trộn japchae, mì lạnh đông nheo, thịt nướng samgyeopsal, màn thầu mantou. Các món ăn ở bên Hàn ngon hơn so với những món Hàn mà bạn ăn ở Việt Nam bởi nguyên liệu là chuẩn Hàn, được chế biến rất cầu kỳ đúng vị Hàn Quốc. Tham gia vào những lễ hội. Ở Hàn Quốc lễ hội quanh năm luôn. Người Hàn cũng rất hiếu khách nên gia đình các bạn người Hàn cũng hay mời mình tham gia các lễ hội truyền thống của Hàn Quốc. Lễ hội bùn hay là bắt cá hồi trên băng giống như trong show Apaodika, ôi mình đi đâu thế của Hàn Quốc. Người Hàn ý thức rất tốt nên ở các lễ hội ít khi xảy ra tình trạng xô đẩy hay móc túi, chặt chém giá cả lắm. Họ còn nhiệt tình hướng dẫn mình cách chơi các trò chơi truyền thống trong lễ hội như là Yudori, Puho hay chơi con quay Penchiki. Sống như một diễn viên và sống ảo khắp mọi nơi. Góc ảnh nào ở Hàn Quốc cũng có thể trở thành nghệ thuật để bạn thỏa sức có hàng ngàn album ảnh sống ảo. Với lại có rất nhiều phim trường hoặc những địa danh từng lên phim như công viên Seo-dong-yo, công viên Daejeon-gum hoặc đảo Nami. Bạn có thể thuê những phục trang để hóa thân thành các diễn viên đó để chụp những bức hình hoặc quay clip cover lại cảnh phim nổi tiếng. Nói chung là bạn hâm mộ phim Hàn Quốc thì đi đâu cũng thấy cảnh trên phim. Gặp người nổi tiếng như cơm bữa. Nếu bạn có chót phải lòng idol nào, vậy hãy chịu khó qua những điểm sau. Trụ sở SM Entertainment ở Cheongdam-dong, trụ sở JYP ở Apgujeong, một số nơi tổ chức lễ trao giải, concert, đài truyền hình hoặc radio, hoặc là đến quán thịt nướng Nhu Chung, Xích Tang hay là cà phê The Means để thi thoảng gặp các oppa BTS đẹp như tranh vẽ ngoài đời nha. Mình cũng từng tham gia một buổi ghi hình Music Bank để xem nhóm Seventeen biểu diễn. Các bạn có thể xin vé miễn phí nếu gặp may trên website hoặc đăng ký qua fan club của các nhóm nhạc. Tiếng Hàn nói vèo vèo. Trước khi sang Hàn, mình học tiếng Hàn tầm 5 tháng và cũng chật vật mãi. Chủ yếu là lý thuyết, ngữ pháp chứ không giao tiếp nhiều. Nhưng sau khi học 1 năm tiếng Hàn thì giờ mình đã có topic 5. Vì ở bên đó học với giáo viên là người Hàn, sống cùng người Hàn. Ban đầu mình sang mọi người luôn cố gắng nói chậm để mình hiểu, sau đó thì giao tiếp dần thành thói quen nên phản xạ tiếng Hàn lên rất tốt. Thậm chí mình còn ham học hơn vì muốn nói chuyện và hiểu mọi người nói gì với mình. Kiếm những đồng tiền đầu tiên từ việc làm thêm. Khả năng tiếng cũng ổn nên sau 6 tháng mình đi làm thêm luôn. Mình cũng may mắn là nơi đầu tiên mình làm ở một quán ăn, nhưng bác chủ ở đó rất rất tốt luôn. Bác hay cho mình đồ ăn, mặc dù không có trong hợp đồng hay cơ chế gì cả, rồi thi thoảng cho thêm ít tiền để đi tàu xe. Tiền mình kiếm được là để trang trải phí sinh hoạt với cả tiết kiệm thêm tiền để đi chơi. Vì tiền học phí khi học lên chuyên ngành thì không phải lo nghĩ nhiều vì mình có topic 5 rồi nên trường trao học bổng giảm 70% học phí. He he. Trải nghiệm từ những điều thú vị và khó khăn. Học tầm 1 năm ở Hàn cho mình những kinh nghiệm cực kỳ đáng quý, kể cả du lịch, cách sống tự lập, cách học tập và kiếm tiền từ chính công sức của mình. Tất nhiên là có nhiều khó khăn chứ, nhưng dần thì mình quen rồi. Thậm chí chính những khó khăn đó giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu bạn muốn biết cách làm hồ sơ du học Hàn Quốc cập nhật theo chính sách mới nhất, hoặc bạn muốn tìm hiểu chi tiết thông tin từng trường, học phí chuyên ngành, cơ chế học bổng, hay những quy định mới về xuất nhập cảnh, làm thêm,
hãy liên hệ ngay Du học Hàn Quốc Jellyfish Education bằng các cách: 1. Gọi đến số hotline 0982014138. 2. Truy cập website https://duhocvietnam.edu.vn. 3. Tương tác với fanpage facebook.com/www.duhocvietnam.edu.vn. Hãy cùng Jellyfish Education thực hiện ước mơ du học của bạn nhé!